Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách để trồng cái dây mồng tơi ở trong cái thùng xốp. Tại vì nhà mình thì không có sân vườn, chỉ có cái sân thượng nhỏ thôi. Mình chỉ trồng cái rau mồng tơi ở trong cái thùng xốp và đặt ở trên sân thượng. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách để gieo trồng. Chúng ta mua hạt giống ở ngoài chợ về các bạn. Chúng ta mua hạt giống ở trong cái chỗ bán cây kiểng hoặc là chỗ bán hạt giống. Chúng ta đem về hạt giống đem về ngâm 12 tiếng. Ngâm nước ấm trong vòng 12 tiếng và sau đó chúng ta gieo cỡ 2 đến 5 ngày thì nó mọc mầm lên và chúng ta cấy ra. Khi chúng ta gieo vào trong cái ô này thì nó mọc với mật độ dày, thì chúng ta nhổ cây này nè, chúng ta tách ra, chúng ta cấy ra theo hàng như thế này. Cấy ra khoảng 10 cm, 15 cm một cây. Chúng ta cấy vào buổi chiều mát các bạn. Cấy buổi chiều mát và chúng ta tưới một ít nước thì sang ngày hôm sau thì nó tươi tốt, nó tươi trở lại chứ nó không có bị héo. Và chúng ta trồng cỡ 2 tuần thì nó lớn lên như thế này. Rau mồng tơi này nó rất là dễ trồng các bạn. Nó đất gì trồng cũng được. Chúng ta có thể mua thêm phân trùng quế hoặc là phân bò, chúng ta bón vào. Chúng ta trồng rau ở nhà ăn thì không cần phải bón phân hóa học, nó không có tốt cho sức khỏe. Và nó lớn như thế này thì chúng ta cắt cái lớp ở phía dưới ăn trước. Chúng ta cắt mấy cái lá lớn này nè các bạn. Chúng ta cắt những cái lá lớn này chúng ta nấu ăn trước. Chúng ta cắt những cái lá như thế này các bạn. Chúng ta cắt phần lá lớn ăn trước và chúng ta để lại những cái lá nhỏ thì nó lên tiếp. Chúng ta cắt ăn sau. Nó rất là lợi. Nó được rất là nhiều. Chỉ cần trồng ở trong cái thùng xốp 1-2 thùng xốp thì chúng ta có thể có rau sạch để ăn. Và để lại cái phần trên, phần ngọn này nó sẽ lên. Và chúng ta cắt sau. Khoảng tuần sau chúng ta cắt tiếp mấy cái lá này. Và chúng ta cắt ngang cái gốc này nè. Cắt cái gốc ở đây thì những cái nhánh này nè, nó sẽ mọc lên cái phần con ở dưới, thì chúng ta có thể cắt được vài ba lần. Còn người ta trồng ở ngoài chợ thì người ta trồng theo sản xuất đó, thì người ta vừa lớn lên như thế này thì người ta đã nhổ hết gốc, người ta bán luôn một lần. Còn chúng ta trồng ở nhà, trồng trong chậu thùng xốp này nè, thì chúng ta cắt cái phần ở dưới, cắt những cái lá lớn này ăn trước và để những cái lá nhỏ này nó lớn lên thì chúng ta cắt thêm một lần nữa. Và sau đó chúng ta cắt ngang cái ngọn này thì cái phần mấy cái nhánh này nè nó sẽ mọc lên và chúng ta thu hoạch được một vài lần nữa. Và các bạn nào có chỗ rộng tí thì chúng ta để lại một vài dây để nó bò lên và nó ra trái như thế này. Nó ra hột, cái hột đen này các bạn.
nó đã chín rồi nè. Chúng ta để dành vài giây để cho nó leo lên và nó ra hột, thì chúng ta hái cái hột này chúng ta trồng trở lại rất là tiện, khỏi phải đi mua giống vào lần sau nữa. Chúng ta trồng giống như trồng cây kiểng vậy thôi, thì có được ăn, có rau sạch ăn hàng ngày. Và video chia sẻ cách trồng cái dây mồng tơi đến đây xin kết thúc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.